cái da của nó có gai đó nè, mình cầm vô đau lắm. Cái mỏ nó thấy cưng quá chị hai. Cua này cua cái à, cho nó về nó đẻ đi. Về đi bà bầu. Rồi rồi. Chị hai, đâu chị tiễn người mẫu về nằm tướng đẹp chứ nha. Đi tắm biển á. Dạ, Tùng xin chào quý ông bà cô chú, quý anh chị và các bạn. Tùng cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV. Nãy giờ chị hai pha cho mấy anh em ngồi ly cà phê cả nhà. Bây giờ à, hôm nay thì anh chị mình định đi giỡn lú. Để uống xong ly cà phê này anh em mình đi giỡn lú nha cả nhà. Rồi anh chị hai. Anh hai mời. Mời cả nhà. Mời Lộc. Vô. Ai còn ly thì mời nha. Mời chị hai. Chị hai còn không? Rồi chị hai. Trời ơi, nó hết trơn nó con bài nữa. Rồi rồi. Rồi em nữa chị ba. Em hả? Thôi thôi tao gửi đó. Bye bye nha, bye bye chị hai. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bon ngồi đi chơi nha, chú hai đi dở lú nha. Dạ. Giỏi quá. Em ơi, em nhìn cái đục em khen chị hai á. Công nhận. Gì lấy vợt xúc có công nhận này sọc thiệt. Anh hai xúc với tàu có xúc đầu. Gọn thiệt. Quá gọn. Bữa hôm ông xúc cái tàu có xúc đầu. Ủa mình dỡ từ đâu? Chị hai. Bảy. Bảy nào? Bảy nào? Bảy hai. Bởi vậy nè. Lo cái đầu. Tát nước không biết cái gì đó, không biết nữa, người ta đi hướng này. Ủa đi hướng nào? Đi hướng này. Cũng tới ông bảy à. Ủa vậy là mình còn được bao nhiêu cái lú chị hai? 26 cái. Nhớ không? 26 cái. Yeah. Bên kia là bè cá của anh Năm mình cả nhà. Bé Năm ơi. Dạ. Tính ra bè cá anh Năm là giờ là mới nhất đó nha chị hai. Mới á. Xịn nhất. Mới mà mới làm á. Dạ. Thì đây là cái điểm gọi là điểm đầu. Của cái vàng lú, vàng 12 cái ngục của anh hai mình sẽ dở dài ngược lại hướng kia. Hồi nãy thì chị ai đi tưởng đâu đoàn kia đi lại. Đây nè. Một ngàn, hai ngàn, ba, bốn, năm, chưa bỏ vô cũng điếm nữa, sáu, rồi 20 ngàn. Ăn gian chứ mày. Vậy chứ chị hớ một nắm sao đếm kịp. Rồi 25. Ăn gian chứ mày. 30. Dạ. 31. Hốt gì cho cái chê nha. 36. Hả? 38. 39. 40. Đó chưa chơi hết mất hết 40 mấy ngàn rồi nè. Rồi xong. Cái lô có bóng hả? Thì làm sao phải lấy lại 40 mấy ngàn nha chị hai. Gán lên hai ơi. Cái lô có bóng. Không đem nón hả nè? Có nón. Có nón nè. Giờ này mình đi chơi. Ký tôm. Giờ này mình đi thăm lúa buổi trưa đó nè, thì nắng lắm. Nên khi mà anh hai nhảy xuống vậy nước á, thì trở lên á, thì nó thay đổi nhiệt độ đột ngột á, cũng rất là nguy hiểm. Hôm nay không có chơi nha hai. Anh em có gì chơi. Vô cái lăng rồi chị hai ơi. Vô cái lăng con. Lái chiếc máy bay nè. Từ ngày anh hai coi máy bay không người lái đi làm lứ hay là đặt lú gì cũng như khá là kiếm nhiều hết trơn. Làm như hạp. Đây.
một chiếc máy bay không người lái, một con cá lăng, hai con cá lăng. Đây, máy bay không người lái. Ôi, sao vậy? Tiếng gì à? Vậy thấy bè cho cặp rong vậy hai. Có cá chê con à, cá bóng, cá linh. Rồi đó. Cá hiệu hồng. Cá hồng dợn. Hồng dợn nó lọc lưới về thả đi không. Còn con tép không? Cá gì thơm dữ vậy trời? U, tao được chiếc cua nè. Chiếc máy bay này bự hơn. Ủa chiếc này con này bắt hả? Ừ. Bự mình bắt. Được con cá lăng bự hơn. Con lăng bự đỏ hơn. Con cá gầu gầu. Có hai gầu. Cái cá hai gầu. Chị hai gan chứ không, chị hai dám cắt gầu gầu. Gâu gầm hả? Mà con cá này làm như cái điểm yếu nó là cái gâu vậy, cắt gâu chết. Bữa hổm con cá đó mạnh lắm chứ bộ. Đâu chết đâu, còn chứ bộ. Con cá nào sống đâu? Con cá còn gâu, cắt gâu á. Còn không? Còn. Còn nó còn, bữa hổm chết mà. Chết cái kia mà, thấy không mèo? Anh hai, con cá bị cắt gâu chết đúng không? Bốn là con 4kg, 2 con 8kg á. Con nó cắt gâu phải không? Nó phải, con có 2,5 kg hà. Thấy không? 2,5 kg, vậy cắt câu nhỏ chất nhiều. Ủa, tao nhớ còn mà ta. Thôi, còn đâu. Cái con bữa hổm nó bị đứt gâu chết đây. Vậy cắt gâu bỏ gàng hay quên rồi. Bữa dính lưới á, cái đầu chị hai, anh hai nói thôi để đưa cho em thả bè, cái lấy cái kéo cắt. Ừ. Cắt lưới xong cái đầu nhấp cái gâu luôn. Còn khoe nữa, tao mới nhấp cái gâu nó nè mày. Mà thấy về thả vô bè nó vẫn còn mạnh lắm nha. Nó còn chạy mạnh lắm. Ù ù ù vậy mà sao. Bữa chết. Nó hơi hơi không được, nó chết. Bởi vì đó, em nói đó. Con cá lăng cái điểm yếu là cái gâu. Cái huyệt kia đó đó. Tử huyệt cái con cá lăng. Ai à, tôm. Tôm lột nè, nó mềm xèo luôn. Ai à, tôm lột. Tôm này cái da nó mềm lắm cả nhà, này mình ăn luôn da luôn á, mình khỏi lột. Đi mua mà gặp mấy tôm lột mày lời nè, để đây ha. Tại vì mình mua tôm mà tôm vỏ cứng á, về mình bỏ cái vỏ là mình hết nhiêu rồi. Còn kia là cái thịt nó nông ra đầy đất đầy đặn lắm. Còn con tôm mà nó gần lột á, là con tôm nó bắt đầu nó ốm. Nó lột xong nó mới mập. Một cái dĩ vậy. Cái lấy gai hả? Gai. Chúc châu 2-3 con. Con gì chứ hai? Chúc châu. Con này, chúc châu. Con chúc châu đúng rồi. Đó, con chúc châu đó cả nhà. Chúc châu bỏ hả? Lấy mà. Lấy không? Lấy. Lấy để đâu? Lấy khô khô không? Cá điều hồng, cá bóng hôm nay nhỏ không ta? Không có bóng bự à? Ừ. À, được mấy con cá chốt, chúc châu này nó đen anh ơi, chúc giấy nó bự mà nó ngon hơn. Cái chúc sọc là nó nhỏ hơn nữa anh hai. Dục rồi. Chút sọc với chút châu con nào ngon hơn? Châu ngon hơn. Vậy chứ chút sọc là nhỏ nhất á, là dở nhất ha. Thì thơm cái xác à. Con cá xác nó thơm. Cái bóng sau này nhỏ quá ta. Bóng mini. Cái bóng này mới đẻ.
cho làm đồ đỏ. Nghe không chị Hai? Nghe. Nhóc. Này chủ yếu cá lăng đuôi đỏ à? Ừ. Anh Hai khoái nuôi cá lăng đuôi đỏ lắm. Khoái nuôi cá lăng đuôi đỏ lắm. Ông bẻ gai cho nó chết. Dễ gì chết. Đây trong này cá lăng con tôm luôn. Cái gọng này là gọng đựng tôm nè. Mà cá lăng nãy giờ nhiều hơn rồi đó. Không có tôm đừng cá lăng lại. Giờ này bớt nắng là gió mát mát dễ chịu hơn rồi, trên này nắng quá. Ông vừa nắng hét xong cái quay qua ông chuyển mưa rồi cái này thấy đi là cực rồi đó. Tính tới giờ thì cũng tương đối khỏe, không đánh đổi. Thao này thấy không có chừng anh gì hay nè, nhóc nè. Nhóc đâu ạ? À? Cái này ít ra mấy con mà. Cái chút giấy nè, ủa có chút sọc nè. Dạ. Cái chút sọc. Em thấy à? Thấy không? Dạ thấy à. Chút sọc nó có sọc, có lằn sọc. Kìa bên cái lằn đó. Con này chặt quá. À. Con cái gì? Con đây là con dưa, con chút giấy, con chút trâu thôi. Chút giấy nó có, ối lộn, chút sọc. Chút sọc nó có lằn sọc. Chút trâu nó đen. Tôm luôn. Nhầm đợt của hổm khu này dính tôm dữ lắm. Diêu hồng. Hai ít à, nó gai có mấy con à. Mà nhỏ nữa. Cho em bắt con máy bay nè. Một con máy bay không người lái. Cái da của nó có gai đó nè. Mình cầm vô đau lắm. Cái mỏ nó thấy cưng quá chị Hai. Cái gì? Cái mỏ con cá lau kiến nè. Cưng không? Nè, chị nhìn đây. Thấy cưng không? Cưng. Nó chơi hồi thả đi. Lẹ. Ủa mình dở một khúc rồi mình về mình đặt lại hay mình chất? Dở. Đặt lại không à? Cho đẹp bờ. Vậy đặt lại đây lên nè. Đừng hỏi. Đừng hỏi. Hỏi ê ê, hỏi bây giờ trả lời cũng không được đâu hả? À. Hỏi mấy con chóng mặt đó, đừng hỏi. Trả lời bây giờ chắc cũng chưa chắc đâu. Chưa chắc gì đâu. Nhìn chiếc ghe hồi xưa anh em mình đi giăng lưới rồi. Giờ bị sức mẻ quá chừng người ta. Bị tàn phế thì đưa nó lên gò. Dễ thương lắm chị Hai. Nhìn nó biết ra. Bao nhiêu kỷ niệm, biết bao nhiêu con cá bự ha. Biết bao nhiêu kỷ niệm. Tàn phế vỗ công rồi. Nói chứ cũng nhờ chiếc ghe đó mà có được cơ ngơi như ngày hôm nay chứ bộ. Từ từ. Nói chung là sau thời gian mình nhờ cậy thì bây giờ cũng đã lúc nó về hưu rồi cả nhà ơi. Cho lên bờ. Thôi chứ mình còn mấy cái sạp này kia đâu á, mình cũng còn sử dụng là được dán này kia. Giờ thì anh Hai mình có chiếc ghe mới á, chiếc ghe này thì kia thì nó mới hơn thôi chứ cũng là ghe cũ. Ê cho. Một con cá lăng. Hai con hồng dền vậy mà không bỏ là không bỏ anh chị Hai. Không bỏ. Rồi nè. Rồi bỏ đó rồi kìa. Bỏ vô rồi luôn hả? Dạ. Dạ đổ đi. Nó mới dục vô đó rồi mà kìa tay. Ôi đủ, ba cái đó cho cái đó.
do chiếc xuồng nhỏ cả nhà, thì anh chị mình sẽ chắc cái số lú này để trên bè trước, rồi mình còn một khúc nữa mình đi thăm thêm thì mình mới chở hết, chứ chở một lần thì cái xuồng mình chở không nổi. Nay đi gặp cái luồng cá bóng mới đẻ không? Nay chị Hai bắt bóng mén không hả chị? Cái bóng bóng gì? Gì? Bóng bự không có, bóng mén. Bóng nhí. Thì bóng nhí, bóng mén. Không, bóng nhí. Trời, nhí mới chịu à. Ừ, được con cá chóc châu nữa. Được cá bóng bự kìa, bóng nhớt. Chưa chân, nhìn vô cái... chưa chân nhìn vô cái thao là chị Hai để cá chốt châu trước à, trước chân là em nhìn được cá à, bóng nhớt nè à, nhớt. Quay qua nó bóng cát bự à, à. Mày nhìn gì, mày nhìn tao nhìn gì, tao nhìn thì em nói gì đâu, ai nhìn gì cũng đúng chân thôi chứ đâu có ai nhìn sai đâu. Đen đất không có đen sình. Hay dở lú làm như muốn vũ sình hay sao, vô đất không cho để sình cái gì hay sao. Ê, ê coi giờ mình mấy hai kìa, sình khu này sình quá chừng, đi dở lú là lắm lem luôn rồi, đi dở lú còn hơn đi bắt hôi. Nói ổng không vũ lú cho sạch sình quay lại cái mình ổng còn dữ hơn nữa, mình ổng dơ hơn quá chừng sình rồi. Cái đoạn này làm như mà nhiều quá, mấy cái sình nhỏ nhỏ nhiều nó trôi, nó dồn vô lú á, vũ không hết, nó dày quá đi. Thì nãy giờ thì những cái lú mình dở thì chỉ vòng vòng mấy con cá bóng, cá lăng, cá chạch lấu, cá gạch cơm, cá chốt trâu, chốt giấy, lòng tông, cá lăng nhiều đó. Tôm nó xịu à, tôm tép không có luôn. Nãy giờ tôm tép là dính mấy con nhớ luôn. Dạ nhớ không? Đếm được luôn hả? Dạ nhớ mấy con cá, mấy con tôm không? Không. Mày đếm đi, tôi được có con đếm tôm chứ mấy. Con có con tôm nữa, chị Hai đưa em câu chứ mấy. Con con tôm à. Anh Hai nói có con gì mới kìa chị ha. Có con này lạ hơn nãy giờ đúng không? Con trai. Cá lăng trai à. Rồi rồi, nghiệp cá lăng tôi đó. Đây 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 ha. Đây rồi. Mày sao bự. Là ấy dạ. Tại chị Hai nè cái này. Cá nó bự hết thằng ơi. Phan 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 cho em coi cái này coi, tại chị Hai cái này, tại chị Hai nè cái nè. Gì tại chị Hai? Nè nè nè, chưa chân là thấy lấy à, có lấy. Mày mày vô chi? Mày kêu tao đưa đã nó quấy vô cái tay mày, mày đỡ từ tại chị Hai. Lấy hết miếng thịt hả? Tính quay con cá lăng vàng cho cả nhà coi. Đâu rồi cứ nó nè. Mà sao giờ bóc? Hả? Đau quá rồi, gót rồi. Ta đưa nhẹ nhàng nha. Hơi như hơi bị nhức. Em nhớ ngoài này có cái. Cái gì, cái gào đó. Thôi đi được rồi, đợi đi. Đau quá à, thôi luôn. Chục con nữa, là chục con 150 rồi. Trời ơi. Cho. Ai mua à? Không, có bán là cho bán có được. Hả? Ai mua mà rồi bán cho 15.000 con. Chị bán không? Không. Chị bán ai mua? 15.000 con đó. Đó. 20 bán không? Không. 25. Tôi đâu có đâu rồi bán. Thì giờ nè 30. Cái này nha. Bán này nha. Hả? Cái này của ổng mua của tao. Thôi.
của ổng nè, không muốn bán gì thôi, nói đi chị ơi, của ổng rồi, thừa thừa những biết. Nãy anh hai anh tính nãy 10 con cá lăng hả anh hai? Đó, 10 con 250 rồi đó, anh hai mới thả vô 150 rồi đó. Ừ. Nay được mới cá lăng nữa là kiếm thêm nữa đó. Trời ơi, ngoéo kìa. Bữa nay vô lú ngộ thiệt chứ. Hai một con. Con không đổ kìa. Rồi đó. Rồi đi vô trong hả anh hai? Ủa mình lon được mà. Ờ đúng rồi. Chị hai đổ rồi chị hai. Thơm kìa. Thông thường á, lú này á là những con cá rô nè, hoặc là những con cá chê á, là mấy con này là nó dễ chết nhất. Tại vì khi nó vô lú á, nó lên nó ngớp không được. Còn cá bóng á thì nó không có chết. Gì? Cá bóng tôm tép vậy chứ ở dưới nước mấy ngày trời chứ bình thường không sao hết trơn nè. Chứ còn mấy con này là nó phải lên nó ngớp nó lấy oxy. Nó lên được nó chết. Tại vì hay bị dính cá rô thơm hay cá chê thơm. Cua nha. Đây. Tao đưa nhẹ nhàng nè nha. Không à. Lỡ nó kẹp sáng chiều nó đưa thừa tao. Đừng có gặp. Đưa mà cà dằn mấy con chó. Rồi buông đi. Chị hai này không. À rồi. Thì đây là con tôm mùi càng. Hay con cua hay còn gọi là con tôm mùi càng nè. Cua này cua cái à. Chị hai ăn không? Không. Không ăn thả nha. Ừ. Tại vì cái yếm nó bự vậy nè, là cua cái. Còn yếm nhỏ là cua đực. Tao lật ra sao rồi? Né, thôi. Ừ. Em cũng gành lắm chứ chị hai. Cho nó về nó đẻ đi. Về đi bà bầu. Trời ơi, chưa chịu đi nữa hả? Đâu rồi? Mắc kẹt hay gì nè? Chúng có bò giờ. Rồi xuống rồi. Rồi xong. Hết. Ủa hết lú rồi hả? Hết. Mau à? Làm như mất lú ghiếc rồi thăm lú mau quá chị hai. Mất bốn cái rồi mau hả? Thì anh em mình về cả nhà ơi. Thì hôm nay cũng ít cá. Nãy thì anh hai mình thả vô được khoảng 10 con cá lăn vô trong bè. Ở đây thì được mấy con nữa nè. Đây con cá này con cá lăng nghệ này nè, nghệ rồi là cái nó giống con cá lăng đuôi đỏ nhưng mà nó cái màu của nó vàng hơn, nó không có đuôi nó không có đỏ mà cái thể trạng của nó lớn nó khoảng tầm ký mấy hai ký, thường thường ở đây mình gặp ở đó là nó hết lớn rồi. Còn cá lăng đuôi đỏ thì có thể hai mấy vài chục ký cũng có. Người bữa nay thì tôm tép cũng ít, nay cá bóng cũng ít, nhỏ nhỏ không. Hôm nay coi như là cũng kiếm thêm thu nhập thôi chứ không được nhiều quá nha. Để rồi giờ đã xong buổi thăm lú của anh em mình rồi. Xem video cả nhà có yêu mến anh em mình, mong cả nhà cho Tùng một nút like và một đăng ký để ủng hộ tinh thần anh em mình làm những video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì anh chị em mình xin hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye chị hai. Rồi quay máy chạy đi để ngồi tới ông phải thấy kìa. Bye.